lên với đây mới đúng. A, à, quẹo vô. Xin chào Minh Sư, xin hoan chào mừng tất cả quý vị. Chúng ta cùng đến với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Dạ, hồi nãy em có lái xe ra ngoài khu vực đường quay của chương trình, nhưng mà có vẻ như là chưa có lái đúng làng lắm. Nhưng hiện tại ở đây sân khấu của chúng tôi đang chưa có chiếc xe nào cả. May quá. Hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ cùng với Minh Sư ngày hôm nay đến với rất là nhiều những điều thú vị về an toàn giao thông. Chương trình của chúng tôi được phát sóng định kỳ vào lúc 21:15 ngày thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới đây những nghệ sĩ rất trẻ, rất tài năng, rất đẹp để làm gì ạ? Kết đôi thành hai đội chơi. Hai đội sẽ phải chiến đấu cùng với nhau qua 3 vòng thi đấu đầu tiên. Khởi động, hợp sức, vượt chướng ngại vật. Nếu như trải qua 3 vòng thi đấu, đội nào có điểm số cao hơn, đội đó sẽ có cơ hội bước vào vòng trong mang về cho mình 50 triệu đồng. Yeah. Tiền thì ai mà chẳng muốn mang về đúng không ạ? Nhưng cái điều thú vị ở đây là những vòng thi đấu của chúng tôi tạo ra từng tuần sẽ hấp dẫn hơn. Còn chân cho gì nữa, hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ hai khách mời. Đây là hai chàng trai đến từ một nhóm nhạc nam đình đám hiện nay. Xin được giới thiệu hai chàng trai của nhóm Monster. Tới rồi. Ý. Vô em ơi, vô đúng chỗ. Hà, cái này là hay chạy xe lạng lách lắm đúng không? Không. Chứ sao, mới ra sân khấu mà là lạng rồi. Em tạo ấn tượng cho anh Minh Xù để em tạo nét ra được không? Tạo nét thì thôi ạ. Rồi, thôi bây giờ mình sẽ ổn định nha. Để có thể gửi lời chào đến với tất cả mọi người. Và hai bọn em sẽ phải giới thiệu luôn thành viên của đội của mình ra sân khấu luôn. Rồi, xin mời Khi trước nha. Ngày hôm nay thành viên đội của Khi hôm nay sẽ là bạn Như Linh. Xin mời bạn ra. Trời ơi, đen đỏ, rất là mạnh mẽ và cá tính luôn. Bên này, dạ, bạn gái đã xuất hiện, còn bên em bên kia có một bạn nữ rất là xinh xắn rồi đúng không? Bên em cũng không kém cạnh đâu ạ. Em sẽ gọi tên bạn ấy ra và bạn ấy sẽ ra đây và giới thiệu cho mọi người biết. Và mọi người sẽ đánh giá luôn. Ok, đó. Gọi tên nào. Nhi ơi, Nhi ơi, Nhi ơi. Dạ, hello Nhi, hello em. Rồi, bây giờ là hai đội chơi đã có mặt đầy đủ rồi. Bây giờ mình một lần nữa mình gửi lời chào nha. Chắc là để cho Linh Nam gửi lời chào đến mọi người, quý vị khán giả ngày hôm nay. Xin chào quý các bạn đã đến với chương trình Về Nhà Đi Ăn. Dạ, em tên là Như Linh ạ. Rất vui đến với chương trình ạ. Nhưng mà em có vui không khi kết hợp cùng với Khi ngày hôm nay? Dạ vui ạ. Không, mặt có vẻ mặt đằng, không đằng sau bạn thì có vẻ không vui lắm. Em đúng rồi, hơi buồn. Em làm sao mà cho Khi cảm thấy hơi buồn nhẹ ở trong lòng rồi đó. Rồi còn em thì sao Nhi? Xin chào chương trình Về Nhà Đi Ăn. Em tên là Tiểu Nhi, em đến cùng đội chơi với anh Nicky. Trời ơi, vần quá ha. Vâng ạ. Tiểu Nhi, em đến cùng đội chơi với anh Nicky. Trời ơi. Chính vì thế mà bọn em đã quyết định đặt tên về cho... Nhi. Không nha. Không à. Không nha. Rồi, lúc nào bọn em cũng với cái tinh thần là tại vì là chiến thắng. Và đặc biệt ngày hôm nay thì vốn kiến thức của em với cả Nhi cộng lại với nhau thì chắc chắn là thắng đội bạn. Xin lỗi nhá, xin lỗi Linh, nhưng mà đội bạn có lẽ là hôm nay mình chịu khó về sau nhá. Chưa gì mà đánh đố nhau rồi đó. Bây giờ nói cho đội bên này biết đi, đội mình có gì? Không có gì ạ. Không có gì ạ. Nói vậy thôi, đội em thật sự là có những cái bộ não rất là như là thiên tài anh ạ. Siêu phàm. Siêu phàm, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Bọn em không muốn nói quá nhiều về cái vấn đề bộ óc, tại vì sợ mọi người... Mà nãy giờ nói quá wow trời luôn á. Thôi bây giờ nói cái gì mà nó thực tiễn hơn đi. Tên của hai đội chơi ngày hôm nay là gì ạ? Dạ, tên đội em hôm nay có bạn Như Linh mặc màu đỏ nên là tên sẽ là Giao Thông ạ. Giao Thông có 3 màu nha. Dạ. Dùng như đỏ, màu xanh lá cây, đồ màu vàng nữa thì đủ. Dạ vâng. Còn hai cái màu này liên quan tới Giao Thông. Màu đỏ này là khi nào màu đỏ là mọi người phải tuân thủ pháp luật, phải dừng xe. Nếu mà vượt qua là vi phạm pháp luật. Còn màu đen? Đó. Màu đen thì là đèn không hoạt động. À, màu đen là cái cây. Cây đèn. Đèn là cây đèn. Dạ đúng rồi. Ok. Màu đỏ là dừng lại luôn, không biết có đi được tới đâu hay không. Bên mình thì sao ạ? Bên em thì như lúc nãy anh cũng bảo là tên khá là vần nhau, thế nên là tên đội mình là gì nhỉ? Nhi Ni. Nghe dễ thương đúng không? Một cái tên tôi nghĩ là một cái nickname dễ thương ha. Đây là đội Nhi Ni. Ok, mời đội Nhi Ni cùng với đội Giao Thông về chỗ ạ. Yeah. Như
một lớp học vậy đó. Yeah. Vô đây là phải tuân thủ nguyên tắc quy định của nhà trường của mình. Giống như an toàn giao thông thì vẫn phải có quy định, có biển báo, có quy tắc. Đó, phải chấp hành nghiêm chỉnh, được chưa? Dạ. Chỉnh trang lại coi. Rồi ạ. Rồi, bây giờ khai báo cho tôi biết đội nào có bằng lái rồi giơ tay. Em có bằng lái ô tô luôn á. Ba người dơ, chỉ có một người đàn ông mặc đồ đen không dơ thôi. Không phải, thì thực ra em tính khi nào mình có đủ điều kiện mình mua ô tô mình lái luôn. Mình có bằng thì sao cũng được. À, nên là bây giờ hồi thì... xưa giờ là mình được chở thôi đúng không? Nhưng sao, sao hồi xưa là giờ là mình đi xe đạp ạ? Ở bên đây có bằng lái rồi, như Nicky có chia sẻ là Nicky có bằng lái ô tô luôn. Vâng. Bạn thi được bao nhiêu lâu rồi? Năm thứ ba đại học ạ. Không biết là cái thời gian nó cũng lâu rồi đó. Mình còn nhớ là cái ký ức đó không? Không, hồi đấy thời gian là em chưa muốn đi học lái xe vội đâu. Nhưng mà mẹ em bảo là đi học cùng mẹ cho vui. Thế là dạ. Em đậu, còn mẹ em mẹ trượt rớt. Thế bây giờ có muốn nói gì với mẹ ở nhà không kìa? Dù gì thì con dốc mà ta cùng vượt qua đấy thì thôi mẹ trượt thì để con chở mẹ cho. Không nên lái đâu ạ. Rất là đáng yêu. Cứ mỗi khách mời khi tới với chương trình này thì Minh Xù đều được chia sẻ những cái câu chuyện riêng của họ. Và hy vọng rằng mọi người đừng vội chuyển kênh nhé. Chúng tôi sẽ có rất là nhiều điều thú vị ngày hôm nay. Và ngay bây giờ sẽ là vòng đầu tiên mang tên gọi Khởi Động. Xin mời. Quý vị thân mến, chúng ta đã quay trở lại với Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng thi đấu đầu tiên mang tên Khởi Động. Vòng 1 Khởi Động. Tại vòng 1 sẽ có 2 lượt chơi. Mỗi lượt chơi sẽ có 10 biển báo. Mỗi đội sẽ cử một thành viên để thi đấu đối kháng với đội bạn. Khi mỗi biển báo xuất hiện trên màn hình LED, người chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời. Nếu trả lời sai, sẽ nhường quyền trả lời cho đội bạn. Một biển báo đúng sẽ tương ứng với 1 điểm. Okay. Các bạn hãy lựa chọn đi ạ. Ai là người cảm thấy tự tin nhất, xung phong thi trước nữa? Okay. À, không biết là đội Nhini. Ai là người thi trước ạ? Nhini. Đội Nhini. Em muốn sao? Thì Ni sẽ chơi trước. Ừ, ok. Ni sẽ chơi sau. Ni chơi trước và Nhi chơi sau. Dạ, ok. Bên này thì sao ạ? Đội em thì bạn Như Linh rất là tự tin ạ. Nên là bạn sẽ sẵn sàng để đấu hết. À, thế à? Chứ rồi, chiến thuật hơi sai quá. Chiến thuật bên mình hơi sai cơ. Ok. Không sao. Bọn em tin tưởng vào cái sự lựa chọn của bọn em đã đề ra. Vâng. Thế thì chúng ta đã xác định hai thành viên đầu tiên với lượt thứ nhất. Đây là Nicky bên đội Nhini. Và bạn Linh trong đội giao thông. Giao thông. Xin mời hai bạn còn lại về vị trí bên này ạ. Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng nhưng chờ đợi tiếng chuông vang lên mà thôi. Bây giờ chúng ta thử chuông nha. Mời Nicky. Có chuông. Mời Linh. Có chuông. Yeah. Và bây giờ hãy cùng với chúng tôi theo dõi lượt đầu tiên trong vòng thi đấu thứ nhất. Xin mời. Mời Nicky. Em đoán là biển, cấm xe, ba bánh, có gắn động cơ. Đó, như vậy mới là chính xác. Chúc mừng. Yeah. Đây là biển báo cấm xe ba bánh loại có động cơ. Một điểm đầu tiên dành cho Nicky. Yeah. Bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Rồi, mời Linh. Biển báo xe bán tải hay là xe tải phải dưới 10 tấn. Yeah. Yeah. Hoặc còn có thể gọi là hạn chế trọng lượng của xe dưới 10 tấn. Một tràng pháo tay chúc mừng. Yeah, đáp án hoàn toàn chính xác. Xin mời. Biển báo hạn chế trọng lượng xe. Hồi nãy thì em phân tích thì hoàn toàn hợp lý rồi. Anh chỉ muốn nói là đúng cái ngôn ngữ chuyên ngành ở bên Bộ Luật An toàn Giao thông mà thôi. Và một điểm đầu tiên thuộc về bạn Linh. Dạ. Tiếp tục ạ, xin mời. Dễ, Nicky ơi. Cấm đi thẳng với rẽ trái. Cấm đi thẳng và rẽ trái, không thể sai được. Chúc mừng. Yeah. Đây là biển báo cho điểm. Bởi vì nó quá dễ. Biển báo cấm đi thẳng và rẽ trái. Xin mời biển báo tiếp theo. Mời Nicky. Cảnh báo. Đây là biển báo cảnh báo. Tại vì là tam giác này, em nhớ này, tam giác nền đỏ, nền vàng này. Có điểm quẹo, điểm ngoặt, nguy hiểm bên trái. Đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Và biển báo chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái là một đáp án chính xác. Chúc mừng Nicky. Một điểm nữa. Rồi, biển báo này quá dễ luôn nè. Tiếp theo là quá dễ luôn nè. Chỉ cần bấm nhanh là được. Lên hình. Bấm. Rồi, mời Linh. Dạ, đường này là đường hai chiều ạ. Chính xác. Chúc mừng. Sẽ có cái dễ thì chắc chắn sẽ có cái hơi khó và thách đố các bạn. Là biển báo tiếp theo.
nhưng Linh vẫn bấm trước à? Dạ. Wow, nhanh tay quá à. Đây là biển báo đường hầm ạ. Chui từ đó 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 hầm. Đó đó đó. Đó đó. Chui gì vậy? Đó, đó, đó. Dạ, ánh mắt mà cậu đang. Không, anh nghe sột soạt như này là biết rồi. Cái gì mà em làm gì đâu? Làm như đi lặng vậy đó. Thôi ơi, em đây là biển báo cảnh báo gì? Dạ, đây là biển báo là sắp tới đường hầm ạ. Hầm gì? Hầm chui. Cảm ơn em, chính xác, đúng rồi. Đó chính là biển báo cửa chui. À, cái biển báo này đó thì mình thấy nó có cái tên gọi là cửa và chữ chui, thì có nghĩa là báo hiệu là sắp sửa đến những cái nơi nó có những cái cửa, hoặc là những cái thành, cái cổng thành, hoặc là những cái hầm chẳng hạn, để chúng ta có thể di chuyển như thế nào cho nó hợp lý nhất có thể. Và với cái phương tiện giao thông của mình, ví dụ mở đèn xe lên chẳng hạn, mà những cái phương tiện mà anh thấy giống như mình đi qua đèo Hải Vân đi, thì cũng phải cẩn thận. Vào trong hầm rồi thì nó sẽ hẹp hơn bình thường đúng không? Và nó sẽ tối hơn bình thường, cho nên chúng ta phải di chuyển sao cho nó hợp lý nhất. Chúc mừng, Linh đã có thêm một điểm nữa. Và bây giờ biển báo tiếp theo sẽ là một biển báo khác màu những biển báo còn lại. Xin mời. Đó. Mời lên. Biển báo này là chuẩn bị đến trạm cảnh sát giao thông. Một điểm luôn. Nicky biết không? Em biết chưa? Biết chứ. Cái này dễ quá. Cái này dễ mà, nhưng mà Linh nhanh quá. Hút cả luôn ấy. Thế. Bây nhanh giờ. Tay nhanh mắt chứ. Bây giờ em cần phải nhanh nè. Quăng nè. Quăng sao em quăng qua lại cho Linh. Quăng. Quăng qua cho Linh. Không ạ. Quăng qua cho Linh đi. Một điểm dành cho Linh. Em giữ định giữ cái một điểm này cho mình. Ra cái này nè, được một điểm luôn. Sẵn sàng tư thế, chuẩn bị biển báo lên. Bấm Nicky. Được bấm còi. Đúng rồi. Đó là bấm còi. Biển báo rất đơn giản. Nicky, một điểm nữa cho Nicky. Chúng ta còn hai biển báo nữa nha. Xin mời. Mời Nicky thừa thắng xong lên nào. Câu này em quen quá, cầm đi hẳn. Hoàn toàn hợp lý, chính xác. Tuần này chương trình có vẻ là không có đánh đố nhiều ha, toàn là những biển báo dễ mà thôi. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, biển báo cuối cùng. Cố lên. Lại là Nicky. Phân tích Nicky, mặc dù nó dễ nhưng hãy phân tích biển cho báo. Mọi người. Cái này thì em nghĩ là quá dễ, ngay đầu hẻm nhà em có luôn. Biển báo có trạm xăng. Biển báo có trạm xăng. Đóng lại luôn, chính xác, chúc mừng. Biển báo trạm xăng đã giúp cho Nicky có thêm một điểm cuối trong lượt đầu tiên này. Và bây giờ chúng ta sẽ tổng kết số điểm nhé. Linh, bạn được 4 điểm, chúc mừng. Wow, cũng sát nút. Sát nút đây. Nicky, bạn có 6 điểm. Chỉ dẫn trước 2 điểm mà thôi. Sao? Nào, hai bạn thấy là cái lượt chơi của thành viên đầu tiên trong đội mình như thế nào? Quá dễ. Quá dễ đúng không? Bây giờ em ngồi em đoán được hết đúng không Nhi? Dạ, được hết. Kỳ hơi... em thấy cả hai bạn đều giỏi. Mời hai bạn về vị trí của mình. Và bây giờ lượt thứ hai chúng ta đã sẵn sàng với hai thành viên này rồi. Thử chuông trước nha. Khi mời em có chuông Nhi. À, ủa? Chính xác. À. Bởi vì khi bên này chưa dừng chuông thì bên kia sẽ không bấm được. Dạ dạ. Xin mời. Lượt số 2 bắt đầu. Ủa? Em ấn à? Em ơi, em bấm đó em. Biển báo đoạn đường có thể đi thẳng. Chưa chính xác. Xin mời lượt của Nhi. Em nghĩ đây là cái biển báo à, đường không ưu tiên giao nhau. Đường không ưu tiên giao nhau. Tại sao em nghĩ là đường không ưu tiên? Tại vì em thấy có dấu đặc màu đỏ là em nghĩ là không. Là không. Không ưu tiên. Không ưu tiên. Có một cái dấu thẳng lên và một dấu ngang qua là đang giao nhau. Phân tích lập luận thì cũng hợp lý nhưng mà chưa chính xác với biển báo này, rất là tiếc luôn. Đây nhá, đúng nghĩa như là em nói, cái hình ở bên trong á là đường giao nhau ưu tiên, đúng không? Dạ. Đó, nhưng mà đây là biển báo màu xanh dương mà nó có gạch chéo màu đỏ này. Cái gạch chéo màu đỏ này báo hiệu dành cho tất cả các biển báo luôn nha. Màu xanh nha, là báo hiệu là hết cái lệnh đó. Đó, thì đây là biển báo hết đường ưu tiên. Rồi, một điểm thuộc về chương trình. Biển báo tiếp theo xin mời. Mời Nhi. Biển báo dành cho xe máy, ô tô. Chính xác, chúc mừng. Rất dễ. Em bấm mà, nhưng mà trượt ạ. À, trượt đúng không? Rồi, đợi lượt này nha. Xin mời biển báo. Kỳ vẫn không bấm. Mời Nhi. Cái này là biển báo đường cục phía trước. Chính xác, chúc mừng.
Giỏi quá. Giỏi cái gì? Trời ơi, đây nhá, trong tất cả những cái biển báo nó tương tự như thế này thì nó báo hiệu là đây là cái con đường nè, nó có cái chặn màu đỏ ở đây là nó báo là cái đường này bị cụt rồi. Yeah. Hoặc là con hẻm quẹo vô ngã ba chẳng hạn. Vô cái hẻm này nó có cái này là bị cụt trong cái hẻm đó. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo. Dễ. Mời Nhi. Đây là cái vòng xoay, là biển báo có vòng xoáy. Thực sự ra thì đây là một cái biển báo với vòng xoáy là hoàn toàn hợp lý rồi, chính xác, chúc mừng em. Nhưng tên gọi chuẩn xác hơn đó chính là biển báo nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến. Và bây giờ sẽ là biển báo tiếp theo nhé. Làm lần nữa. Cái này quá dễ. Khi đã bấm rồi nhưng mà tại vì em đã bấm trước đúng không? Mời em. Cái này là mũi tên rẽ bên trái. Hình tròn là cấm rẽ trái. Cấm rẽ trái, không thể sai được. Chúc mừng em. Biển báo tiếp theo xin mời. Làm lần nữa. Đấy, đó. Thấy chưa? Mời Nhi. Đây là biển báo cấm xe ô tô vượt mặt. Cấm xe ô tô vượt, chính xác. Em, biển báo tiếp theo gợi ý nằm trong biển báo luôn nha. Dạ. Ok, xin mời. Ừ, đấy, bây giờ phân tích em. Phân tích nha. Ừ. Em thấy màu đỏ này biển cấm. Đúng. Tiếp. Cái xe tải này là, đây là cái xe tải. Đúng. Đúng chưa? Tại sao nó có hai mũi tên nữa đây? Em nghĩ đó là chiều dài. Đấy, chiều dài 9m. Thế tại sao có số 9m? Giới hạn xe tải, cái số chiều dài này ạ. Cố lên nào. 9m. 9m. Đây là một đáp án hơi lủng củng nhưng chính xác. Chúc mừng. Đây là biển báo hạn chế chiều dài xe ô tô. Yeah. Và trên cái bức biển báo này là 9m. Lớp học rất là tốt rồi thầy ạ. Bổ ích đúng không em? Học 1 hiểu 10 luôn. Các em ạ, một điểm dành cho Ki. Tự hào lắm. Thế bây giờ là tiếp tục là thách đố hai bạn nha. Xin mời biển báo. Mời Nhi. Em có thấy cái này ở đâu rồi? Ừ, trên đường có nhiều, khá nhiều. Em nghĩ đây là cái biển báo hay cấm toàn bộ các cái bảng các cái biển báo khác. Hoàn toàn chính xác. Wow. Chúc mừng. Rồi rồi. Có nghĩa là khi mà chúng ta có những biển báo cấm, đúng không? Dạ. Đây, ở cái khu vực của Nikki là cấm vượt đi ha. Xong rồi tới cái khu vực tiếp theo nó là cấm chạy quá tốc độ 30 km/h đi ha. Xong rồi tới cái đoạn đường tiếp theo nó có cái biển này. Là nên xóa hết tất cả những cái lệnh cấm trước đó. Là tới cái đoạn đường đó mình được phép chạy thoải mái. Là mình đi đến khi nào mà có biển cấm khác thì thôi. Đúng, chính xác. Okay. Em đã hiểu chưa? Dạ. Em đã hiểu chưa? Dạ. Phân tích rất đúng nha. Một điểm nữa cho em nào. Chúng ta còn lại hai biển báo. Mời biển báo thứ 9. Mời Ki. Em nghĩ thôi nha. Cảnh báo cất cánh và hạ cánh. Cảnh báo máy bay mà bạn đang chuẩn bị sẽ cất cánh và hạ cánh. Một lần nữa, phân tích rất lủng củng nhưng mà không hợp lý rồi. Chính xác, chúc mừng ạ. Đây là biển báo giải máy bay lên xuống. Đây, hồi nãy giờ mình phân tích đó thì Ki cũng đã có nói rồi. Biển báo là thông báo ở phía trước đó là có cái đường bay đúng không? Cho máy bay lên hoặc là xuống. Nhưng mà ở đây người ta thường đặt những cái biển báo này nằm ở cái khu vực mà cái chiều cao của bay á, nó không có quá cao, cứ là gần thôi để báo hiệu là chuẩn bị lên hoặc là chuẩn bị xuống. Chứ còn cao quá rồi thì mình đâu cần biển báo làm gì nữa, nó bay lên rồi. Chắc là những cái nơi mà chắc là gần đường băng. Đúng rồi, gần đường băng ở trong sân bay, chính xác. Giỏi quá. Yeah. Anh không ngờ là em trả lời được câu này được. Yeah. Thì em làm cho thì thầy giáo dạy một là học sinh hiểu 10. Đúng chưa? Đây là thầy giáo. Quá tốt. Sắc. Một điểm nha cho Ki. Yeah. Khá vất vả nhưng mà sao? Đúng đúng. Nói chung hôm nay thầy cứ cố gắng thôi. Yeah. Cho trò của mình nhiều điểm. Và yeah, đây là biển báo cuối cùng rất đơn giản. Hãy nhấn chuông giành quyền lên. Mời Ki. Biển báo là biển báo giống với biển báo máy bay kia. Nhưng mà nó là có gia súc ở trước. À, chính xác, chúc mừng em. Biển báo báo hiệu là phía trước cái khu vực đó sẽ có gia súc. Thường thì những cái biển báo như thế này sẽ xuất hiện ở các vùng tỉnh, miền quê, nơi mà có đồng lúa, rồi có những người họ chăn nuôi gia súc gia cầm hoàn toàn khác nhau để dẫn mấy cái con bò đi trên đường á. Thì cho nên là đối với những cái khu vực đã có cái biển báo như thế này đó thì chúng ta sẽ nhường cho những cái loài gia súc này đi qua hết, rồi sau đó chúng ta mới di chuyển, như thế thì sẽ an toàn hơn cho bản thân mình. Một điểm cuối cùng dành cho Ki. Rồi, vậy là chúng ta đã hết 10 biển báo cuối cùng trong lượt 2. Để xem số điểm hiện nay như sau nhé.
rất vất vả, rất vất vả. Bạn Khi đã mang về cho mình 3 điểm, chúc mừng em. Wow. Nhi, em đã mang về cho mình được 6 điểm. Dạ, yeah, mừng đi chứ, còn chờ chờ gì nữa. Em tưởng em mới được ngồi. Yeah. 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 Phải nói ngày hôm nay có nhiều biển báo dễ, nhưng có nhiều biển báo mà chúng ta cũng được cập nhật thêm, đúng không ạ? Dạ. Và tổng số điểm dành cho hai đội chơi hiện nay như sau. Đội giao thông các bạn có được 7 điểm. Wow. Đội không sao hết. Nhi, các bạn có 12 điểm. Yeah. Chúc mừng. Không sao, đây là khởi động thôi mà. Quý vị và các bạn khán giả thân mến, ngay bây giờ tất cả chúng ta sẽ cùng nhau tăng tốc nhiều hơn với vòng 2 được mang tên Hợp Sức. Luật chơi vòng 2, Hợp Sức. Trên màn hình LED sẽ chiếu lần lượt 4 sa hình với những tình huống giao thông khác nhau. Đội chơi sẽ bấm chuông giành quyền trả lời sau khi MC đọc hết câu hỏi. Trả lời đúng một sa hình, đội chơi sẽ nhận được 2 điểm. Quý vị thân mến, chúng ta đã cùng quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng thi đấu thứ hai mang tên Hợp Sức. Sao, Nikki, bạn thấy tinh thần của đội mình hiện nay như thế nào rồi? Em rất là an tâm và rất là gọi là yên tâm luôn. Tại vì là lúc nãy Nhi còn nói với em là yên tâm đi, mấy cái này em vừa thi bằng xong. Yeah. Vừa thi dứt xong thì đi tham gia chương trình. Thế nên là em bảo là thôi, để em lo cả đấy. Để em lo nhá. Nhưng mà với kinh nghiệm 13 năm thi bằng lái của Nikki nữa, đúng không? Anh nói 13 năm là thành ra là mọi người tưởng em bây giờ là khoảng 30 tuổi đấy. Giờ gần bằng anh rồi á. Bằng anh? Gần bằng. Mới có 20 mấy tuổi em sao á. Còn Linh, em có tự tin với những bức sa hình này hay không? Dạ, em rất là tự tin ạ. À, dù sao thì cũng mong là khi hợp tác vui vẻ. Em đừng có lưng biếu anh như thế. Hồi nãy Linh lúc mà anh hỏi em xong khi có đứng sau lưng liền sẵn sàng luôn. Phía sau một cô gái là có một chàng trai. Có em đây. Nhưng mà được cái là anh bên đấy rất ok nhá, là có người trả lời và có người làm cảnh. Nghĩa là rất là cân bằng luôn. Còn bên em thì kiểu là thôi được rồi, lần này em cũng sẽ làm cảnh. Rồi, tôi tự nghĩ là các bạn cứ chia ra đi, mỗi người một nhiệm vụ. Có thể là một người bấm chuông thật là nhanh trước đi, một người còn lại trả lời chẳng hạn. Rồi, người còn lại nhận tiền thôi ạ. Ok, chúng ta đã sẵn sàng. Và bây giờ sẽ là bức sa hình đầu tiên, xin mời. Ở đây thì có 3 chiếc xe đạp nè. Có 2 chiếc xe ô tô phía trước và 1 chiếc xe ô tô của mình. Với cái hướng đi này thì các bạn sẽ xử lý tình huống như thế nào nhé? Trong bức sa hình đầu tiên, bạn sẽ phải xử lý như thế nào khi lái xe vượt qua đoàn người đi xe đạp phía trước? Hết. Mời Nhi. À, em nghĩ là phải nhường đường cho xe đạp. Tại vì cái gì lớn cũng phải nhường cho nhỏ hết á. Nên ra đường cũng phải nhường đường cho xe đạp chứ. Dạ. Yeah. Theo như cái lập luận của Nhi là cái gì mà lớn phải nhường cho cái nhỏ. Đúng rồi. Giống như là xe lớn phải nhường cho xe nhỏ trước. Với còn một cái nữa là có 2 cái xe đó đang đi ngược chiều, thế nên là cũng không thể nào mà vượt được. Bổ sung của Nikki hoàn toàn hợp lý luôn, cho nên đáp án của các bạn là chính xác. Chúc mừng. Bởi vì hiện nay chúng ta đang đi chung làn đường với đoàn xe đạp phía trước. Dạ. Mà ở bên đi hướng ngược chiều có 2 chiếc xe đang tiến ngược lại nữa, cho nên là chúng ta phải nhường cho xe đạp đi qua nè, đi cứ từ tốn đi, xe kia vượt qua hết đi rồi chúng ta mới được quyền vượt lên, khi đó mới an toàn cho mình và cả những người xung quanh nữa. Chúc mừng, 2 điểm đầu tiên thuộc về đội Nini. Và bây giờ bước xa hình thứ hai, xin mời. Coi kỹ nha, anh thấy có quá nhiều xe luôn á. Để coi các bạn ấy có vượt qua được hay không nhé. Bạn sẽ xử lý như thế nào khi xe phía trước đang lùi ra khỏi nơi đổ xe hết? Mời Nhi. Em nghĩ là mình phải nhường cho cái xe lùi ra trước, xong rồi nhường cho cái xe đi ngược chiều, rồi mới tới lượt mình. An toàn là trên hết. Đúng không Khi? Theo logic thì đúng. Nhưng mà chẳng hạn mình muốn rẽ trái thì mình cứ rẽ luôn. Rẽ trái vẫn phải nhường. Nói chung là nhường cho người ta thực hiện hết cái hoạt động của người ta đã. Tại vì như giống lúc nãy có xe đi ngược chiều thì mình không được vượt hay là làm gì hết á. Giải thích của Nikki và Nhi rất chính xác, chúc mừng. Hợp lý là khi mà gặp phải trường hợp này thì chúng ta sẽ để cho cái xe đằng sau nó lùi ra trước xong đã, và cái xe kia đi ngược chiều lại, đi ngược chiều và quẹo sang bên phải xong đã, rồi mình mới được đi lên phía trước. 2 điểm nữa thuộc về đội của Nikki và Nhi, chúc mừng.
xin mời bước sang hình thứ ba. Lần này thì có hướng đi rõ ràng với hai chiếc xe và một biển báo. Câu hỏi chính thức của chương trình là xe nào đi trước là đúng quy tắc giao thông hết. Mời khi lần này bấm quá nhanh. Trả lời chị. Nhưng Linh là người trả lời. Em mừng quá anh à, em mừng quá nên là em vui. Khi mà mình gặp cái biển báo là giao nhau chuẩn bị đến đường ưu tiên á, thì mình phải đi chậm hoặc dừng lại để đợi xe đường ưu tiên đi trước, rồi đến khi xe mình mới bắt đầu đi. Có nghĩa mình sẽ để cho xe tải đi trước đúng không? Dạ đúng rồi. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục đi theo. Và đây là một đáp án đã có 2 điểm cho các bạn. Giống như là bạn chia sẻ đó, thì tại đường xe của bạn có biển báo phía trước giao nhau với đường ưu tiên, nghĩa là phía trước giao nhau với đường không ưu tiên, đường xe tải là đường ưu tiên. Thứ tự đi chắc chắn phải là ưu tiên cho xe tải đi trước và xe của bạn ở phía sau. Bước hình tiếp theo có thách đố các bạn hay không? Xin mời. Trong tình huống này, bạn được dừng xe ở vị trí nào? Phạm Huy chưa có hết pha. Yeah. Mời đội của Linh và Kỳ. Dạ, là trước mặt cái xe trước mặt xe A là sẽ là một biển cấm đậu, cấm đổ, cấm đậu và cấm dừng. Thì là mình sẽ đậu trước cái biển cấm đó, bảo đậu trước xe A chứ không được đậu ở ngay khúc xe B. Có nghĩa là chúng ta sẽ đậu ở vị trí nào? Với cái biển cấm đậu và cấm đổ đó thì có cái giới hạn mũi tên, thì không được đậu đổ ngay khu vực đó luôn ạ. Dạ. Miễn sao mà nó không nằm trong cái khoảng giới hạn đó thì chúng ta sẽ được đổ xe và đậu xe đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Và đây là một đáp án. Chính xác, chúc mừng. Có nghĩa là ngay cái vị trí đó là không được rồi, chắc chắn. Dạ, rồi. Đúng rồi. Và chúng ta chỉ được đậu xa hơn cái khoảng cách cho phép ở cái khu vực này. Dạ. Hoàn toàn chính xác, 2 điểm nữa dành cho đội giao thông. Và bây giờ sẽ là bước sang hình cuối cùng. Câu hỏi như sau, xe nào đổ vi phạm quy tắc giao thông hết? Mời Khi. Giống như cái bước hồi nãy thì nó cũng có cái mũi tên giới hạn. Thì hai cái phương tiện này là sai hết. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng. Trời ơi, lần này thế này tình thế đã thay đổi đúng không? Không đổi lắm đâu anh. Đâu hồi nãy em bị lỡ tay á. Em ơi, nhiều khi mình ngụy biện nè, nó cũng giỏi đó đúng không? Không sao, đây là vòng thứ hai thôi. Tổng kết số điểm của hai vòng thi như sau. Vòng 2, đội giao thông các bạn được 6 điểm, cộng với số điểm đầu tiên của mình là 7 điểm. Các bạn có 13 điểm hiện tại, chúc mừng. Đội Nhini, các bạn có 4 điểm vòng này. Và 12 điểm vòng 1, các bạn có 16 điểm hiện tại, chúc mừng. Trên lệch nhau 3 điểm, thế thì cũng không có quá xa đúng không? Dạ. Nhưng tinh thần các bạn phải luôn luôn vững chắc, bởi vì chúng tôi chỉ còn một vòng cuối cùng là vòng 3, vượt chướng ngại vật để các bạn toàn tâm, toàn ý, toàn sức lực của mình luôn để lấy về cho đội mình 10 điểm cuối cùng. Không có điểm cho đội thua cuộc tại vòng đó. Yeah. Cho nên đội nào chiến thắng tại vòng 3 chắc chắn sẽ bước vào vòng cuối cùng mang về giải thưởng là 50 triệu đồng. Còn chần chờ gì nữa, hãy cùng đến với vòng 3 của chương trình Vượt Chướng Ngại Vật. Luật chơi vòng 3, vượt chướng ngại vật. Hai thành viên của mỗi đội sẽ phối hợp để tham gia thử thách vận động. Đội chơi chiến thắng sẽ nhận được 10 điểm, đội thua sẽ không có điểm. Kết thúc 3 vòng thi, đội chơi có điểm số cao hơn sẽ bước tiếp vào vòng đặc biệt. Đội còn lại sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Quý vị thân mến ơi, đây là vòng thứ 3 của chương trình Về Nhà Đi Ăn mang tên Vượt Chướng Ngại Vật. Hai đội chơi thân mến, đây, các bạn thấy trên sân khấu có rất là nhiều đạo cụ hoàn toàn khác nhau. Tại đây là một nhà banh, nào vô chơi nhà banh. Không có bậy rồi. Anh vô. Không. Đây là những trái banh rất là nhiều màu sắc hoàn toàn khác nhau. Một thành viên sẽ đứng ở đây cầm banh nha, sẵn sàng tư thế. Các bạn sẽ đeo găng tay vào, sau đó các bạn đi lên trên chiếc cầu của chúng tôi tại đây. Sau đó các bạn dùng lực kiểu gì cũng được, làm sao để cho bánh xe lăn xuống qua khỏi cầu. Và thành viên thứ hai ở đó sẽ phải ném quả banh xuyên qua bánh xe này. Thì chúng ta sẽ tính một lượt. Rồi trong vòng 1 phút 30 giây, đội nào có số lượng banh qua tâm của bánh xe nhiều hơn, đội đó sẽ có cơ hội chiến thắng.
Thế không biết Nicky, em thấy trò chơi này như thế nào? Trời dễ. Dễ đúng không ạ? Quá đơn giản. Chơi tâm lý rồi. Và vâng, đây là cái đòn tâm lý của em. Khi mà mình nghĩ là mình làm được thì mình sẽ làm được. Còn nếu mà rồi, chưa thì mình đã sợ rồi là mình sẽ không làm được. Nhưng mà không biết là các bạn có liên tưởng về an toàn giao thông với những cái tính từ như thế nào trong trò chơi này hay không? Em nghĩ là cần phải quan sát, chú ý kỹ hơn những cái vạch ở phía trước. Dạ. Mình có thể tránh được nó. Đồng ý. Em nghĩ là thật ra là không chỉ trong trò chơi, tất cả những cái trò chơi trước mình chơi á, kiểu như là nhiều khi mà mình ngồi sau á, mình cũng không để ý nhiều lắm. Chỉ có những người lái thì người ta mới thể để ý đúng không? Thì bây giờ em nghĩ là sau này khi mà mình được chở hay là mình ngồi sau thì mình cũng nên dành thời gian mình quan sát nhiều hơn về những cái biển báo để lỡ đâu sau này không có ai chở nữa, mình là người chủ động thì mình phải biết được những cái điều đó và có cái kiến thức cơ bản về cái việc này. Dạ, yeah, cảm ơn Nicky. Bạn nói xong tôi mới thấy là hợp lý hơn khi mà đi hai người, giống như là một người là lái xe đi, đúng, một người kia còn quan sát, nhưng mà cái người quan sát mới là cái người về đích. Đó, ghi điểm cho đội của mình ngày hôm nay đúng không ạ? Và bây giờ xin mời hai đội chúng ta sẽ quảnh tù xì để xác định đội nào thi trước đi ạ. Xin mời mẹ hai chàng trai nhá. 1, 2, 3 rồi. Ủa? Thắng được quyền quyết định ạ. À, thắng à? Em lên chưa? Thắng trước hay thắng sau? Đi chơi nha. Ok, okay. Rồi okay, xin mời các bạn chuẩn bị găng tay và vào vị trí của mình. Thành viên của đội giao thông cũng đã sẵn sàng rồi. Và yes, bây giờ 1 phút 30 giây bắt đầu. Đẩy lên kia. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đúng rồi. Đẩy lên. Đẩy luôn, đẩy luôn. Rồi, chạy về đây đẩy tiếp. Qua. Qua. Không qua. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không sao cả. 2. Qua nào. Qua. Đổ lên. No, no, no. 1:05 rồi. Qua lên. Chắc chắn luôn. Qua. Qua. Chính xác. Wow. Hợp lý rồi, cứ thế mà làm em ơi. Quá luôn. Ê, trời ơi, ơi. Còn tiếc quá, chưa được. Còn tiếc nhau. Ủa, không được hả? Chưa được, phải qua em ạ. 2. Oh. Yes. 3-6 quá rồi, cố lên, cố lên. 3-3. Cố lên, cố lên. Chắc chắn rồi, quả này được luôn. Hey. Wow. 2 quả rồi, còn lại 27 giây. 20 giây nữa thôi, cố lên. Cố lên, cố lên. Chắc chắn luôn. Yeah. Siêu quá nhỉ. 3 rồi, 3 rồi. Quen tay rồi. 10, 12, 11. Ủa? Wow. Một lượt cuối nào, một lượt cuối nào. Cố lên. 3. Rất là tiếc, nhưng mà các bạn cũng đã xuất sắc hoàn thành được 4 quả banh hợp lệ. Chúc mừng các bạn, đổi vị trí, đổi vị trí. 4 quả banh dễ, đúng không em? Không ạ. Không ạ. 1 phút 30 giây, 4 quả banh có gì chia đều ra là 25 giây một quả. Đúng không? Là được 6 quả. Nhưng mà bạn ấy được 4 quả thôi thì bạn ấy đã mất rất nhiều thời gian. Em chỉ cần làm được 5 quả là thắng luôn nha. Nghe dễ quá. Nghe thì nó dễ thôi, tâm lý mà. Chuẩn bị thời gian. 3, 2, 1, bắt đầu. Thấy ông đi thấy mệt rồi đó. Lan đi, nhẹ nhàng thôi, êm ái vào. Quá. Wow. Chân không chạm vạch quy định của chương trình nha. Cùng lên nào Nhi ơi. Lên. Hay quá. Siêu quá nhở. Ủa sao hay dữ vậy ta. Vậy Nicky ơi, em không cần chơi gì nhiều đâu em. Vài cái được rồi. Ê, đừng vội mừng nha. Hay. 3 quả rồi, cố lên. Let's go. Lên. 4 nào. 4 rồi. À, có vẻ như là cái đội này chiến thuật cũng khá là hay, chạy gần gần so với bạn nữ. 3, 5 không, 5 không, 3. Cảm ơn.
Chơi tiếp luôn con, cho các bạn thấy. Nè 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 nè, sáu nè sáu nè sáu nè sáu nè, đánh lần nữa làm hết thời gian cho anh lên đi kìa. Sáu nè sáu nè, chuẩn bị bảy nè, tạo một cái dáng đẹp phần đẹp chơi nè, một phải không? Hey. Nè tám cái nữa, cái nữa nè, cái nữa nè. Ê chắc thôi chắc hết thời gian rồi. Xuất sắc. Quý vị thân mến, như đã thấy thì có vẻ như lượt chơi sau có nhiều kinh nghiệm hơn lượt chơi trước. Cho nên là đội Nini, các bạn ấy đã có được 7 quả bành. Wow. Xuất sắc đấy. Em còn nghĩ là team em sẽ chỉ được 1-2 quả thôi. Nhưng mà không ngờ Nhi siêu quá. Giấu nghề. Không, hai bạn là lấy kinh nghiệm nhiều hơn. Lúc đầu anh thấy là cái đường đi của Khi á, nó hơi xa so với bạn nữ bên này. Còn Nhi với lại Nicky, cái gì bọn em cũng ngắn hơn các bạn bên này á. Ngắn hơn là chiều dài của cơ thể nó cũng ngắn hơn. Cho nên là tụi em rút ngắn được cái khoảng cách, tụi em làm được hoàn toàn xuất sắc ngày hôm nay. Vậy là đội chơi nhận được thêm 10 điểm nữa. Xin được chúc mừng cho đội Nhi đi. Yeah. Và hiện nay tổng số điểm qua 3 vòng thi đấu như sau. Đội giao thông các bạn có 13 điểm. Đội Nhi các bạn có 26 điểm. Chúc mừng. Vậy là đội Nhi các bạn đã có cơ hội bước vào vòng cuối cùng, mang về cho mình có thể nha là 50 triệu đồng ngày hôm nay đó. Quá là nhiều may mắn. Không biết là các bạn có muốn chia sẻ điều gì với đội chưa may mắn chiến thắng không? Xin mời. Cũng rất là thông cảm và rất là buồn, rất là hiểu cho cái nỗi lòng của Linh. Khi mà hôm nay mình phải mình rất là một mình chống chọi cả thế giới. Thậm chí là mình cũng phải nhiều khi mình gồng mình lên để mình gánh người khác. Nhưng mà yes, không sao, đấy cũng là một cái trải nghiệm. Là biết là Linh là một người rất là mạnh mẽ. Dạ, cảm ơn em đã dìm đồng đội của mình không thương tiếc ở trong nhóm Minsta ha. Về đi rồi thấy. Người ta chống đẩy cả ngàn cái đó, đừng có đùa. Còn Nhi thì sao, em thấy sao? Em thấy qua những cái trò chơi này thì đội bạn cũng đã cố gắng rất là nhiều rồi. Nhưng mà đội em may mắn nên mới được vô vòng trong. Wow. Quả là Nhi khác hẳn. Nói chung là mình cũng khiêm tốn em hả? Đúng không? Còn đội của mình, nhà mình hôm nay mặc đồ rất là đẹp, rất là nổi bật, màu đen và màu đỏ đó, đối lập với nhau. Hèn chi các bạn không thể hòa hợp được. Nhiều khi thể thật. Dạ, thế không biết là các bạn muốn nói gì với chương trình ngày hôm nay, bởi vì là trước khi chia tay cùng với đội chơi may mắn nữa, xin mời. Thật sự đến ngày hôm nay thì bản thân em khi cũng như là Linh chắc cũng học được rất là nhiều điều về giao thông này. Chắc là Linh biết hết rồi. Em thì cũng tiếp nhận được thêm một vài kiến thức mới và rất là chương trình rất là thú vị. Và vừa có về sức khỏe, vừa có về trí tuệ, em rất là vui khi tham gia chương trình này. Dạ, cảm ơn Khi. Dù thua nhưng mà trong lòng vẫn là rất là vui và tự hào về đồng đội rất giỏi. Yeah. Linh, hôm nay thật sự em rất là cố gắng và em năng động để có thể đại diện cho các bạn trẻ hiện nay, đúng không? Thế em có muốn chia sẻ gì với tất cả những người bạn ấy khi xem chương trình này? Khi mà tham gia chương trình này á, thì em cũng muốn là mình học hỏi được điều để mình khi mình tham gia giao thông á, mình sẽ không bị phạm lỗi hơn. Và giúp cho các bạn trẻ nhớ là phải thi lấy bằng nè. Và cái thứ hai là đi đúng luật lệ giao thông để mình không còn phải mất tiền oan, cũng như là mình bị những cái lỗi khi mà đem về nhà trường rất là nguy hiểm. Và cũng như tham qua chương trình này thì em gặp được nhiều bạn bè hơn, như gặp hai anh chàng Monster rất dễ thương, và học được nhiều điều khi mà mình tham gia giao thông, chơi nhiều hơn và có kiến thức nhiều hơn. Dạ, cảm ơn em. Thật sự phải nói bên cạnh những cái điều mà nó hơi chính thống, nó hơi sách vở, bài bản về những cái luật, về những cái nguyên tắc, thì chúng ta sẽ có những cái giây phút rất là thư giãn, thoải mái cùng với nhau và được kết bạn cùng với nhau nữa. Và chúc cho hai bạn Khi cùng với bạn Linh trong nhóm giao thông ngày hôm nay, các bạn sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, và đặc biệt chúc các bạn sẽ không bao giờ vi phạm luật giao thông sắp tới nha. Còn chân chờ gì nữa, ngày hôm nay đội chơi đang rất là háo hức chinh phục 50 triệu đồng. Xin được mời mọi người cùng với đội chơi Nhi Nì đến với vòng cuối mang tên Về Nhà Đi Ăn. Luật chơi vòng 4, Về Nhà Đi Ăn. Đội chơi sẽ trả lời một trong hai gói câu hỏi của chương trình. Đối với gói câu hỏi trắc nghiệm, đội chơi sẽ có thời gian 1 phút 30 giây để trả lời. Đối với gói câu hỏi tự luận, đội chơi sẽ có thời gian 3 phút để trả lời.
Mỗi đáp án đúng thì đội chơi sẽ chinh phục được một cột mốc tiền thưởng. Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Về Nhà Đi Anh. Và đây là vòng thi đấu cuối cùng mang cùng tên luôn là Về Nhà Đi Anh. Chưa biết là gói câu hỏi nào, tự luận hoặc là trắc nghiệm. Tự luận thì các bạn có thể dựa vào tư duy, biện luận, lập luận riêng của bản thân mình. Các bạn cứ trả lời miễn sao chính xác thì thôi. Còn gói câu hỏi trắc nghiệm thì chúng tôi sẽ có câu hỏi và đáp án là A và B. Các bạn chỉ cần trả lời A hoặc B thôi. Nó rất là đơn giản luôn đúng không? Cái đó có vẻ dễ hơn đấy. Thế tôi biết rồi, các bạn mong muốn trắc nghiệm gì? Tự luận hả? Ừ, thì bốc thăm thử xem để biết nha. Em bốc dạ. Đi em. Đi. Cái nào cũng được, cái nào cũng là tự luận hết. Và đó là gì ạ? Trắc nghiệm. Yeah. Nói chung thì đội này hên từ đầu cho tới cuối rồi. Để xem cái vòng thi đấu trong vòng 1 phút 30 giây này, các bạn có trả lời được đúng 6 câu mà mang về số tiền thưởng cao nhất hay không? Bây giờ anh nghĩ là cái chiếc xe trên màn hình này nó nhỏ quá, không thể chở hai bạn về được đúng không? Nicky, em hát thử một câu gì đó liên quan tới giao thông được coi. Hoặc là những cái phương tiện giao thông để xem bài nào đó không được. Taxi dừng chân lại chút đi, để phía dòng người đông ghê. Taxi lên hơi. Đó. To lên này. Đấy, chiếc xe đã to lên và chắc chắn sẽ chở được hai nhân vật này với nhiều cột mốc hoàn toàn khác nhau ngày hôm nay. Sẵn sàng chứ nào? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Chúng ta vừa nghe câu hỏi, trả lời thật là nhanh để tiết kiệm thời gian nha. A hoặc là B thôi. Và bây giờ, thời gian chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Đối với xe ô tô, khi vi phạm giao thông trong hầm xe sẽ bị phạt ở mức bao nhiêu? A 800 tới 1,2 triệu và giữ giấy phép lái xe 60 ngày. B 1 triệu tới 2 triệu và giữ giấy phép lái xe 60 ngày. B. Chưa chính xác. Đối với xe mô tô, xe máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy khi vi phạm giao thông trong hầm sẽ bị phạt ở mức bao nhiêu? A 500 tới 1 triệu. B 1 triệu tới 2 triệu. A. A. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Có bao nhiêu nhóm tín hiệu trong giao thông đường sắt? A 2, B 3. 2. 2. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Tín hiệu đèn màu và tín hiệu cánh thuộc nhóm tín hiệu nào của giao thông đường sắt? A tín hiệu cố định, B tín hiệu di động. Di động. Chưa chính xác. Trang phục của tuần kiểm đường bộ thường có bao nhiêu loại? A 2, B 3. 2. A hay B? A. A chính xác. Chiều cao hàng rào chắn di động là bao nhiêu mét? A 0,85m, B 0,75m. B. Chưa chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Cọc mốc được đặt ở mép ngoài cùng để xác định ranh giới của đất dành cho đường bộ theo chiều ngang được gọi là đường gì? A cột cần vương, B mốc lộ giới. B. Chính xác. Câu hỏi số 8. Hết thời gian. Các bạn phân vân hơi nhiều cho nên là nó hơi bị mất thời gian ở vài cái giây suy nghĩ đó. Nhưng mà có vẻ như là cũng đúng khá là nhiều câu. Số tiền hiện nay của các bạn là 10 triệu đồng. Có một vài câu thật sự bản thân mình cũng chưa biết. Thật ra là nếu mà nói thật lòng thì là đến 80%, 90% là em không biết thì câu trả lời. Dạ, yeah, là mình may mắn đúng không? Dạ vâng. Chúc mừng các bạn một lần nữa, các bạn có 10 triệu đồng ngày hôm nay. Xin mời các bạn. Ngày hôm nay các bạn rất là tuyệt vời. Minh Sù rất là muốn trao cho các bạn nhiều hơn số tiền 10 triệu đồng này. Nhưng mà thôi, luật thì vẫn là luật. Chúng ta hãy chấp hành luật giao thông nha. Và chúc mừng 10 triệu đồng. Thế một lần nữa, chúng tôi rất là mong muốn các bạn chia sẻ cảm nhận của mình đến với hồi kết của chương trình rồi. Xin mời Nhi trước, cô gái rất là trẻ trung xinh đẹp ngày hôm nay. Sau chương trình này, em có những lời khuyên dành cho các bạn tuổi bằng lứa tuổi em là ra đường mình phải chạy đúng phần đường của mình, đừng có nên là chạy vào đường xe tải, tại vì em cũng đã chứng kiến nhiều cái cảnh tai nạn xảy ra rồi, để lại nhiều cái hậu quả cho gia đình mình là người bị rồi, nhưng mà gia đình mình cũng là gấp 10 lần mình nữa. Nên là các bạn ra đường hãy cẩn thận hơn, chạy an toàn hơn là trên hết. Cảm ơn Nhi, còn Nicky thì sao? Nhi đã gửi lời đến tất cả mọi người rồi thì bây giờ Nicky, em xin phép được gửi một lời đó là lời dặn đến người em của em là Ki. Là mình bây giờ cũng khá là già rồi ấy. Thế nên là điều đầu tiên là mình phải học và mình sớm có một chiếc bằng lái xe đi, đừng ngồi sau mọi người nhiều quá rồi lại ngủ không để ý đến những cái biển báo. Và cố gắng về nhà bổ túc thêm cho mình nhiều kiến thức hơn để
không chỉ là trong cuộc thi này đâu mà là trong đời sống hàng ngày thì mình cũng sẽ phải biết và mình sẽ phải cẩn thận hơn khi mình di chuyển giao thông và tham gia giao thông nữa. Và mong tất cả mọi người đều sẽ cẩn thận với chính bản thân mình và khi tham gia giao thông. Cảm ơn hai bạn một lần nữa. Ngày hôm nay hai bạn là đội chơi chiến thắng và giá trị tiền thưởng là 10 triệu đồng. Quý vị thân mến, thật sự phải nói có rất là nhiều thông điệp mà chúng ta cần chia sẻ với nhau trong chương trình này. Nhưng tuần này thì Minh Sù chỉ cần nói một câu thôi: văn hóa giao thông là hạnh phúc của tất cả mọi người. Hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ luôn luôn chấp hành quy định của giao thông một cách an toàn nhất có thể quý vị nhé. Còn chúng tôi thì sao, vẫn có hẹn với tất cả mọi người trong khung giờ quen thuộc, đó chính là 21:15 ngày thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình Về Nhà Đi Anh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Vi thực hiện. Còn bây giờ, Minh Xuân xin chào và hẹn gặp lại.